Satsang with Mooji.
Nam Mô Bụt Thầy. Đây là chương trình Phật Pháp Bụt Thầy Thăm Má trên Lô Thóc mỗi ngày 2 giờ. Dạ, cảm ơn Phong Lan. Giờ mùa đông Việt Nam từ 8 giờ đến 10 giờ 30 tối. Giờ Houston 7 giờ 30 đến 9 giờ 30 sáng. Giờ New York 8 giờ 30 đến 10 giờ 30 sáng. Giờ Cali 5 giờ 30 đến 7 giờ 30 sáng. Giờ Paris 2 giờ 30 đến 4 giờ 30 chiều, giờ Sydney 11 giờ 30 tối đến 1 giờ 30 sáng. Con Nhật Huỳnh thành kính lãnh lễ chư tôn đức và thân chào tất cả đạo hữu. Hôm nay thứ năm ngày 28 tháng 2 năm 2019, Phật lịch 2562, đề tài hôm nay giáo trình trường bộ kinh Tika Nikaya do Hòa Thượng Minh Châu dịch Việt, bài 33, kinh Phúng Tụng Sanghita Sutta, pháp 4 chi 4.1, 4 niệm xứ sẽ do Đại Đức Huy Niệm giảng giải. Mở đầu chương trình, xin chúng ta
Xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp đảnh lễ Tam Bảo. Chúng con thành kính đảnh lễ cung thỉnh thượng tọa Minh Hạnh từ bi đọc kinh lễ bái Tam Bảo. Nam mô Bích Tha. Dạ, con kính nhân Minh Trang Sư. Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai, bậc ứng cúng chánh biến tri, minh hạnh túc thiện thể, thế gian dạy vô thượng điều ngữ, thiện nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp vô Phật thiện thuyết, thiết thực hiển tiền, vượt ngoài thời gian, đến để chứng nghiệm hiệu năng hướng thượng trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn, bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh, gồm bốn đôi tám vị đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ, là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu quý Đức Phật Bảo, nguyện cầu quý Đức Pháp Bảo, nguyện cầu quý Đức Tăng Bảo, xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thai đều mau tan biến. Nguyện con loài chúng sanh, người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết lạc tru trong thiền. Chư thiên đã vân tập xin tùy hỷ phước lành, được các tường như ý, rồi phản hồi thiên sứ. Chí toàn giác đại lực, chí độc giác đại lực, thanh văn giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh. Sa thú lành thai, chúng con thành kính đảnh lễ tri ân thượng tọa Minh Hạnh đã từ bi đọc kinh lễ bái Tam Bảo. Nam mô Bích Tha. Dạ, dạ cảm ơn hôm nay rất là nhiều luôn. Dạ. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa đại chúng, bài học hôm nay giáo trình trường bụng Dikha Nikaya do Hòa Thượng Minh Châu dịch Việt, bài 33 Kinh Phúng Tụng Sanghi Tí Xuất Tá Pháp Bốn Chi 4.1 sẽ do Đại Đức Huy Niệm giảng giải. Con thành kính đảnh lễ Thượng Tọa Giác Đẳng Chùa Pháp Luân, Thượng Tọa Minh Thành, Đại Đức Pháp Tính, Đại Đức Nguyên Thông cùng chư tôn đức hiện diện trong đạo tràng, Nhật Quỳnh kính lễ quý bà quý cô tu nữ. Nhật Quỳnh kính chào đạo tràng. Dạ, nếu là cái nick chùa Pháp Luân là của ngài Tệ Siêu thì con xin thay mặt đạo tràng thành kính đảnh lễ cung thỉnh ngài Tệ Siêu từ bi dẫn bài học ngay. Nam mô Bích Tha. Dạ, con kính nhân mít đến ngài ạ. Nam mô Bụt Thầy. Xin được hỏi là Thượng Tọa Tiểu Siêu có mặt ở trước máy không? Nếu Thượng Tọa Tiểu Siêu đã có mặt ở trước, xin bằng kỹ thắt cho vài chữ để thỉnh Thượng Tọa chờ vực. Xin thỉnh Thượng Tọa Tiểu Siêu cũng thỉnh Thượng Tọa Tiểu Siêu quan kỹ dẫn nhập cho bài học ngày hôm nay. Hỏi quý vị có nghe tốt, xin cảm ơn quý vị. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa quý Phật tử, hôm nay chúng ta đã xong pháp Pa Chi. Chúng ta bước qua
để pháp bốn chi. Trong cái pháp bốn khởi đầu kinh, bốn chi pháp nói về tứ niệm xứ, bốn niệm xứ. Với người học Phật, thì tứ niệm xứ không có gì là xa lạ đối với chúng ta. Hôm nay chúng ta học để chúng ta ôm lại những gì chúng ta đã biết. Tứ là bốn, niệm xứ, chữ xứ có nghĩa là chỗ, là điểm. Là đề mục. Niệm xứ là bốn cái đề mục để vị hành giả phát huy chánh niệm. Nên tứ niệm xứ là bốn đề mục để phát huy chánh niệm. Tứ niệm xứ được xem như là cái đề tài thiền quán Vipassana. Và tứ niệm xứ được Đức Phật Ngài khẳng định rằng: này tỳ kheo, này chư tỳ kheo, đây là một con đường duy nhất đưa đến sự thanh tịnh cho chúng sanh. Đó là bốn niệm xứ, tức là thân quán niệm xứ, Kayanupassana thọ quán niệm xứ, Vedana Nupassana tâm quán niệm xứ, Chitta Nupassana và pháp quán niệm xứ, Ma Nupassana. Trong sự tu tập Nupassana và Samatha nó khác nhau. Samatha hay là chỉ tịnh dựa trên các đề mục chế định, còn tứ niệm xứ hay là thiền quán minh sát thì dựa vào cái pháp chân đế hay ngũ quân vị hành giả tỏ ngộ một vô thường khổ đau vô ngã đối với danh sắc này. Cho nên tứ niệm xứ được xem là cái pháp hành thiền tuệ và ở đây thiền chỉ thì có thể thì du sĩ ngoại đạo, các du sĩ giáo thì họ vẫn có tu tập theo ý tịnh được, mà đối với thiền quán Vipassana hay là tứ niệm xứ phương pháp thiền đến Đức Thế Tôn Ngài đã giác ngộ, cái con đường chính là cái con đường trung đạo Majjhima Patipada để đưa đến sự thắng trí giác ngộ Niết Bàn. Hôm nay là ngày thứ năm học này sẽ do để đưa niệm từ trong công trại về bài kinh tứ niệm, bốn tứ niệm. Thì trước nhất tôi xin mời vị MC đọc cho chánh kinh. Hôm nay chúng tôi còn
đang ở ngoài, không có ở tại phòng làm việc của chúng tôi. Do đó những cái gì mà thuộc về những cái phần đẩy trong bài kinh thì chúng tôi không có đọc được. Do vậy xin mời Phật tử MC đọc cho luôn cả cái phần đẩy, đó đọc cái phần chính kinh và khu cuối cùng thỉnh để được quy niệm thuyết giảng. Nam mô Bổn Thầy. Dạ. Dạ, sa thủ lành thai, chúng con thành kính đảnh lễ tri ân Ngài Tỳ Siêu đã từ bi dẫn nhập và cũng như chỉ dạy cho con đọc phần đại ý và chánh kinh. Con kính tri ân Ngài và cảm ơn Phong Lan, cảm ơn Hoa Nguyệt cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Nam mô Bổn Thầy. Dạ, hôm nay thứ năm ngày 28 tháng 2 năm 2019, giáo trình trường bộ kinh Dikha Nikaya bài 33 kinh Phúng Tụng Sanghi Tí Xuất Tá Pháp Ba Chi 4.1. Dạ con sai rồi, Pháp 4 Chi 4.1 sẽ được Đại Đức Huy Niệm giảng giải. Pháp 4 Chi 4.1. Bốn niệm xứ này các hiền giả, ở đây vị tỷ kheo quán thân trên thân tinh cần tỉnh giác chánh niệm để nhiếp phục tham sân trên đời, quán các cảnh thọ trên các cảnh thọ, nhiệt tâm tỉnh giác chánh niệm để nhiếp phục tham sân trên đời, quán các tâm trên các tâm, nhiệt tâm tỉnh giác chánh niệm để nhiếp phục tham sân trên đời, quán các pháp trên pháp, nhiệt tâm tỉnh giác chánh niệm để nhiếp phục tham sân trên đời. Chattaro satipatthana itha vuso bhikkhu kaya kaya nupassi viharati a tavi sambacchano satima vinay yaloke Apit cha đô saman manasang về dana su về dana nubasi về chitte chitta nubasi về tham mê su tham ma nubasi viharati atabi sam bacha no satima vì này do lô kê Aphicca Đô Manas Năng. Niệm xứ Satipatthana, khía cạnh, lãnh vực, phương diện để chánh niệm. Niệm Sati là sự hướng tâm nhận biết rõ ràng những gì đang hoặc vừa xảy ra. Quán thân trên thân, kaya kaya nupassi là sự quan sát thân đối với các hiện tượng sanh diệt ở nơi thân, không phải qua sự qua suy luận hoặc dùng cái này hiểu cái kia. Nói cách khác là ghi nhận trực tiếp. Quán thân bao gồm chánh niệm hơi thở, cử chỉ, tư thế của thân, các thể trược, tứ đại, tử thi, hài cốt. Vị ấy trụ tâm ở đề mục niệm với nhiệt tâm tỉnh giác chánh niệm viharita viharati atabi sam bacchano satima, nghĩa là không phải với thái độ ơ hờ chập chờn hai lúc nhớ lúc quên, nhiếp phục tâm tham u ở đời. Vì này yalo kê aphicca đô manat sang là không nhìn mọi sự vật với thái độ thích thú hay bực bội. Nói cách khác là không bằng thái độ phê phán.
quán thọ, trên thọ, quê đa na, xứ quê đa na, nước mát si, bê. Ghi nhận cảnh thọ, khổ, lạc, phi khổ, phi lạc, một cách trực tiếp, biết rõ cảnh thọ thuộc về, biết rõ cảnh thọ thuộc thế tục, bản năng hay không thuộc thế tục do sự tu tập. Quán tâm trên tâm, chích tê chích ta, nước bát si bê, ghi nhận biết rõ trạng thái tâm dù tốt hay xấu, cao thượng hay tầm thường, có định hay không có định, vân vân, ghi nhận chứ không nhồi nặng. Quán pháp trên pháp, tham mê xuất tham ma, nước bát si, là quán sát các đề tài pháp như năm truyền cái, bảy giác chi, tứ diệu đế, năm ẩn, 12 xứ, vân vân, dựa trên thực tại chứ không qua sách vở hay nghe thuyết giảng chánh kinh. Này các hiền giả, có bốn pháp được Thế Tôn chân chánh giảng dạy, vị đã biết đã thấy bậc A La Hán chánh đẳng giác. Ở đây mọi người cần phải cùng nhau tụng đọc, không có tranh luận, để phạm hạnh này được trường tồn, được duy trì lâu ngày, vì hạnh phúc cho chúng sanh, vì an lạc cho chúng sanh, vì lòng thương tưởng cho đời, vì lợi ích, vì hạnh phúc, vì an lạc cho chư thiên và loài người, thế nào đúng. Bốn niệm xứ. Này các hiền giả, ở đây vị tỳ kheo quán thân trên thân, tinh cần, tỉnh giác, chánh niệm, để nhiếp phục tham sân trên đời. Quán các cảnh thọ trên các cặp thọ, nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm, để nhiếp phục tham sân trên đời. Quán các tâm trên các tâm, nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm, để nhiếp phục tham sân trên đời. Quán các pháp trên các pháp, nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm, để nhiếp phục tham sân trên đời. Chatta ro sati tha na itha vuso bhikkhuka ye kaya nubhasi viharati ata bi sambacchano sati ma vinay. Dạ, chào con cái bác con nó bị có một chút chịu. Vì này gia lô kề áp phích trà đồ xanh nát sát nát sẵn quê tà nà sụt đề quà nà sụt bát xì bề chích tề chích tà nước bát xì bề tham mê sụt tham ma nước bát xì với hà rá tích à tà bì xăm bát trà nô sát tích ma. Vì này gia lô kê áp phích trà đô mát nát sẵn Nam Mô Bích Tha Giá. Dạ, bản chánh kinh đến đây đã chấm dứt. Con xin thay mặt đại chúng trong room thành kính đảnh lễ cung thỉnh Đại Đức Huy Niệm Từ Bi giảng dạy đại học ngày hôm nay. Nam Mô Bích Tha Giá. Dạ, con thấy bàn tay của Đại Đức Pháp Tính, có lẽ là Đại Đức Huy Niệm trong cái đích của Đại Đức Pháp Tính. Dạ, con kính nhân Minh Đến Sư ạ. Nam Mô Bích Tha Giá. Dạ, con kính đảnh lễ giác trẳng sư phụ Tuệ Siêu cùng chư tôn đức tăng. Xin thân chào toàn thể quý vị Phật tử có mặt ở trong lớp học ngày hôm nay. Trước hết quý vị có thể cho sư được biết quý vị ở bên đó có được nghe rõ hay không, bởi vì thật ra ở bên đây chư tăng cũng có hơi khăn về đường truyền, quý vị có thể xác nhận rõ ràng sau đó để chư tăng được biết để mà có thể điều chỉnh lại
cho cái buổi sinh hoạt của chúng ta nó được tốt đẹp. Rồi, xin cảm ơn quý vị. Thưa quý vị, hôm nay chúng ta sẽ đi đến phần pháp bốn chi, đề cập đến bốn pháp niệm xứ. Đây là một bài kinh được xem như là trọng yếu, rất là quan trọng cho những người tu tập. Và cũng như thường lệ, trước khi bắt đầu, quý vị cùng với sư chúng ta hãy kính lễ ơn Đức Tam Bảo để bày tỏ lòng thành kính. Sau đó sư sẽ trình bày cho quý vị về bài học ngày hôm nay. Chúng con đem hết lòng thành kính làm lễ Đức Thế Tôn Vẫn Đấng Chánh Đẳng Giác. Chúng con thành kính làm lễ ơn Đức Pháp Bảo có công năng hướng thượng đưa đến sự lợi ích cho những ai có niềm tin và thực hành theo. Chúng con hết lòng thành kính tăng, những bậc đã được truyền thừa và thực hành theo giáo pháp. Các ngài đã đắc được quả thánh hoặc còn phàm là mô phạm của chúng sanh, là phước điền của chư thiên và loài người. Con xin lễ ba ngôi cao quý đó. Thưa quý vị, hiện giờ chư tăng đang ở bên nước Quốc giáo Lào, trong một cái cuộc họp mặt của các vị giảng sư. Và quả thật trong chuyến đi này, ngoài việc tạo nên cái thân hữu giữa chư tăng giảng sư ở trong lớp học Buddha Tâm Bát nói riêng và ở trên Bangkok nói chung, thì cũng là một cơ hội để cho các vị biết thêm về một số những cái truyền thống cũng như những cái phong tục, cách sống của người dân nước Quốc giáo Lào. Trong chuyến đi này, thưa quý vị, có một vài những vấn đề sư thấy cũng rất là hoan hỷ. Chẳng hạn như là sư được thượng tọa, chư tăng được thượng tọa Giác Đẳng dẫn đến một cái đi dọc theo hướng sông Mekong để đến một cái nơi hang động. Và ở nơi đó đã từng là một cái trú xứ tu tập của năm vị tỳ khưu khi xưa và được chính phủ nước Quốc giáo Lào người ta gìn giữ lại nguyên vẹn những cái hiện trạng của các vị ấy. Ở trong hang động đó, thưa quý vị, lúc trước là có năm vị tỳ khưu đã từng có cái sự tu tập ở đó để mà thực hành phạm hạnh với sự nỗ lực. Nhưng đến một thời điểm thì chỉ còn có một vị ở lại và bốn vị đã rời đi. Được biết rằng trong một khoảng thời gian sau thì vị ở lại đó đã thành tựu được quả vị, và vị ấy đã gọi các vị bốn vị còn lại đến để mà tuyên bố rằng cái sự thành tựu của chính bản thân mình. Và sự việc tiếp theo, vị đã hoan hỷ ở lại để mà tu tập và hai vị đã rời đi. Thời gian tiếp nữa thì ba vị cuối cùng cũng đã trải qua cái đời sống phạm hạnh của mình ở tại hang động đó và tịch tại hang động. Thưa quý vị, đến đó thì được chứng kiến cái trú xứ đã từng là nơi của các vị tu tập á. Lúc bây giờ mình cũng biết thêm được những cái cảm giác, những cái cảm nhận về cái hành trình tu tập của một người khi ở trong một cái hang động, trong một cái khoảng thời gian mà mình sống độc cư như thế nào, thưa quý vị. Nếu như mà không có đủ cái sự tinh tấn, cái sự quyết chí, thì thiết nghĩ không ở nổi. Điều đó cũng làm cho mình rất là hoan hỷ. Và hơn nữa có nhiều điều, thưa quý vị, sư cũng được
học hỏi và biết thêm thông qua sự trình bày của nhất. Cho nên tất cả những gì mà chúng ta đi học hỏi tìm hiểu ở nơi ngoài bên ngoài thưa quý vị, nó rất là có thêm nhiều kiến thức cho chính bản thân mình. Quả thực như vậy, khi xưa Đức Thế Tôn Ngài cũng từng tuyên bố và nói với Tôn giả Ananda rằng tất cả những gì mà Đức Thế Tôn Ngài dạy cho đệ tử chỉ ít bằng cái số lá ở nắm ở trong tay thôi. Còn phần còn lại, những pháp thế gian thì nó nhiều như lá cây trong rừng. Và con người ở trên thế gian này thì chúng ta có rất nhiều điều chúng ta chưa biết, chúng ta chưa biết hết. Thậm chí ở trong cái quả địa cầu mà chúng ta sống thưa quý vị, có những vùng đất, có những điều xảy ra như chúng ta không thể nào lý giải được lý do tại sao. Và có những nơi mà chính bản thân con người cũng của chúng ta cũng chưa có ai đặt chân đến đó được. Có thể nói rằng đối với lĩnh vực thân tâm thưa quý vị, đây cũng là một cái lĩnh vực, là một cái vùng đất mà ít khi nào chúng ta và ít có ai có được cái sự hiểu biết đầy đủ trọn vẹn. Thông thường chúng ta biết về thứ bên ngoài, tìm hiểu về những thứ bên ngoài, nhưng mà đối với những cái hiện tượng xảy ra ở nơi thân, nơi tâm, những cái pháp vận hành ở trong danh sắc của bản thân mình đó, thưa quý vị, chúng ta hoàn toàn không có hiểu nhiều về nó lắm. Cho nên có thể nói rằng Đức Thế Tôn Ngài đã chỉ dạy cho tất cả chúng ta một cái vùng đất, những cái cứ điểm để mà từ đó chúng ta có thể tìm hiểu được bản thân của mình như thế nào, tìm hiểu được về những cái thói quen, những cái tật xấu, cũng như những cái điểm yếu, những cái điểm mạnh về chính mình. Có như vậy thì mình mới có thể điều chỉnh được thưa quý vị. Và có những sự việc thông thường khi mà mình chạm phải những vấn đề, đôi khi cái hướng giải quyết của mình đó thưa quý vị, chúng ta tìm hiểu nó không có đúng ngay chỗ cái gút thắt của nó. Có những thứ mà chính những cái gút thắt, những cái nguyên nhân sơ khởi của nó lại nằm ngay rất gần mình, nhưng mà là mình ít khi nào mình thấy được cái điều đó lắm. Cho nên bài kinh này tuy rất là phổ thông và đơn giản, được nghe nhiều đối với những người Phật tử chúng ta nói riêng và tất cả mọi người nói chung, nhưng nó lại là một cái phương pháp có thể nói là dạy cho mình một cái kỹ thuật sống thưa quý vị, một cái kỹ thuật sống. Và bất cứ khi nào chúng ta vẫn có thể áp dụng được trong mọi lúc. Thưa quý vị, có một lần sư dự lễ chung với chư tăng ở chùa Phụ Đức liên tục trong một cái khoảng thời gian. Nhưng mà khi mà trở về nhà, sư cảm thấy mình rất là thoải mái, thoải mái và dễ chịu. Thì lúc bây giờ sư mới hỏi một quý vị sư bạn, cũng là một vị rất là hay thân cận và nói chuyện với sư. Sư có nói là sư có cảm thấy rằng khi mà chúng ta đi đến một vài những cái nơi dự lễ
hoặc là có những việc cần phải làm ở những chú xứ khác. Tuy có những cái sự tiếp đãi rất là tốt đẹp của những người cư sĩ và chư tăng ở bổn tự, nhưng mà khi mà trở về nhà, chúng ta vẫn cảm thấy được thoải mái và dễ chịu hơn trong cái việc sinh hoạt của chính mình hay không? Sư có cảm thấy điều đó hay không? Thì vị ấy trả lời là quả thật đúng là như vậy. Thì ở đây thưa quý vị, đối với thân tâm của mình cũng thế. Có những thứ thưa quý vị, khi mà chúng ta hướng về bên ngoài nhiều quá, đôi lúc nó tạo cái áp lực. Tuy những cái thứ đó nó có thể là những thứ rất là tốt đẹp như là chúng ta nghĩ, hằng mơ ước, nó mới lạ. Nhưng mà ở trong cái hoàn cảnh đó thưa quý vị, nó vốn nó không có làm cho mình được dễ chịu. Bởi vì tại sao vậy? Bởi vì lúc đó chúng ta phải xài rất nhiều năng lượng. Chúng ta phải xài rất nhiều năng lượng. Chỉ khi nào mình quay trở về đối với cơ bản, đối với bản thân của chính mình, hay là ở đây được gọi là niệm thân, thì lúc bây giờ nó cũng giống như là chúng ta trở về với cái mái nhà của chính mình. Tuy nó rất là đơn giản, nó không có những cái sự tiếp đãi nồng hậu, nó chỉ là những cái hơi thở ra vào, nó chỉ là những cái oai nghi đi đứng nằm ngồi và những thứ khác trong các sinh hoạt của chính bản thân mình. Nhưng mà đôi lúc trong những cái hoàn cảnh như vậy, mình lại cảm thấy hình như nó rất là nhẹ nhàng, nó rất là được. Thưa quý vị, thưa quý vị, nói về niệm thân thì có thể nói rằng chúng ta đã nghe nói rất nhiều. Tuy nhiên, để mà có thể hiểu được những cái sự bí ẩn ở đối về thân mình đó thưa quý vị, thì không có nhiều người có thể phát hiện ra được những cái điều bí ẩn đó đâu. Bởi vì có thứ thì nó ở ngay sát ngay bên mình, trong hơi thở thôi, trong những cái thói quen của thân, cử chỉ của chính mình mà thôi. Nhưng mà mình không hề hay biết, mình không hề nhận thức được một cách sâu sắc về những điều đó. Hạn như sư nói như thế này, sư được nghe rằng đối với ngài thiền sư Tăng Cô Lô, thưa quý vị, ngài đã từng có cái pháp tu tập và giữ gìn oai nghi không có nằm, có nghĩa là tu tập cái pháp môn ngâm trong một cái khoảng thời gian rất là lâu, tức là cũng trên 4 ngăn oai nghi nằm. Thì quả thực điều này đối với bản thân mình đó, mà mình chưa có từng trải qua những cái trải nghiệm về điều đó, đôi lúc chúng ta có thể nghi ngờ. Nhưng mà ở đây thưa quý vị, có những lĩnh vực mà khi đối với thân của mình đó, mình chưa có hiểu hết được, mình chưa có trải nghiệm qua, thì chúng ta không được những cái câu trả lời. Và thật sự điều đó nó có hay không? Thông thường do bởi mình chưa có luyện tập, mình chưa có thành tựu được về pháp môn đó, cho nên chúng ta mới không có trải nghiệm về điều đó. Còn đối với những vị mà khi người ta đã được tu tập, đã được rèn luyện về thân, có những cái oai nghi như vậy trong một cái khoảng thời gian
rất dài, thì cái sở hành đó, thưa quý vị, nó vốn nó đã là một cái nếp sống quen thuộc và gần gũi, nó không có mệt nhọc, không có khó khăn đối với các ngài. Cho nên vì thế các ngài có thể không cần nằm trong một cái khoảng thời gian rất là dài. Thay vì mình thì ngược lại là do bởi mình không có thể nhập và không có thành tựu được cái pháp đó, cho nên mình mới thấy cái đó nó khó khăn quá mà thôi. Cho nên chính vì vậy mà đối với pháp môn tứ niệm xứ, thưa quý vị, đầu tiên chúng ta thấy chỉ có pháp niệm thân thôi cũng là một điều bí ẩn rồi. Quý vị có biết rằng về hơi thở của mình, đôi lúc mình nghĩ rằng hơi thở thì có gì đâu mà không biết. Nhưng mà thưa quý vị, nếu như chúng ta tu tập và để ý một cách nghiêm túc, mình sẽ có thể phát hiện ra được nhiều những cái lĩnh vực rất là hay về cái thế giới hơi thở, thưa quý vị. Có những trường hợp chúng ta thở, thưa quý vị, nó có cái sự tác động của tâm khách quan là chủ yếu. Và có những trường hợp cái hơi thở chúng ta đôi lúc nó rất là nhẹ nhàng, nó chỉ là cái sự vận hành thuần túy của thân mà thôi, dựa trên tâm hữu phần mà thôi, chứ nó không có bị tác động bởi nhiều những cái trạng thái tâm khác. Cho nên chính vì thế mà chỉ trong một cái hơi thở thôi, thưa quý vị, chúng ta cũng học hỏi và tìm hiểu ra được rất là nhiều điều. Vì vậy mà đối với những người tu tập đó, thưa quý vị, có thể nói rằng đây là một cái quá trình chúng ta tự tìm hiểu về bản thân, tự tìm hiểu về bản thân mình, khám phá những cái điều mà mình chưa từng biết, một cái thế giới rất là bí ẩn, rất là bí ẩn, nó nằm ngay rất gần mình thôi. Ở trong cuộc sống này, thưa quý vị, tất cả những gì mà chúng ta làm, nói và suy nghĩ, cái mà mình hay nhắm đến đó chính là những cái cảm xúc, những cái cảm xúc vui buồn. Và chính bởi những điều này, thưa quý vị, nó cũng là những cái vật thực rất là hấp dẫn để cho chúng ta từ đó chúng ta tạo thêm nhiều những cái sở hành về thân nghiệp, khẩu nghiệp và ý nghiệp. Thực ra về cảm thọ, thưa quý vị, đó là một pháp mà có thể nói rằng tất cả mọi người ai cũng mong mỏi tìm hiểu và muốn tìm kiếm những cái lạc thọ về thân, lạc thọ về tâm. Tuy nhiên, trong những trường hợp như vậy, chúng ta nên nhớ rằng không phải lúc nào chúng ta cũng thành tựu được những điều như là những cảm thọ dễ chịu, thoải mái như là chúng ta mong muốn. Và nguyên nhân tại sao lại như vậy? Đây cũng là một câu hỏi, quý vị. Thì trong lĩnh vực này, để mà hiểu biết thì chúng ta phải đi sâu vào bên trong đó. Và càng đào sâu đến đâu với sự quan sát tỉ mỉ, từ đó chúng ta sẽ có những cái câu trả lời. Chúng ta sẽ có những câu trả lời. Sư nhớ rằng tất cả những cái sự việc ở thưa sư quý vị, nó rất là ngộ. Cái của những người, người ta bình yên thì người ta lại không thích, thưa quý vị. Người ta lại không thích một cái cuộc sống bình yên, những cái cảm thọ bình lặng.
những cái sự hoan hỷ, vui vẻ. Đôi khi có những người á, thưa quý vị, người ta lại thích có ngoài những cái cảm thọ hoan hỷ, yêu thương dính mắt, tham ái, thì người ta lại muốn đan xen có những cái sự giận hờn ở trong đó. Đôi lúc chúng ta sợ và chúng ta ghét đối với những cái cảm thọ khổ, những cái cảm thọ ưu. Nhưng mà không, thưa quý vị, chưa hẳn như vậy. Quý vị có nghĩ rằng có những người rất là ngộ, thưa quý vị. Chẳng hạn như người nam, có những câu chuyện có người nam, người nữ, khi mà người ta thương nhau, nếu như mà buồn không thôi, tốt đẹp, người ta lại đôi lúc người ta lại không thích. Đôi lúc nó phải pha vào trong đó một chút những cái sự giận hờn, giận hờn một cách vô cớ, chẳng hạn như tạo ra một vài những cái sự việc nào đó để khiến cho đối phương người ta có sự hiểu lầm, tạo nên cái sự ghen tuông, vân vân, và từ đó người ta cảm thấy thích thú, thưa quý vị, người ta cảm thấy thích thú. Bởi vì đối với những cái cảm thọ, thưa quý vị, khi mà chúng ta bi lụy, chúng ta sầu khổ, sau đó chúng ta lại đạt được cái sự hoan hỷ ở trong đó, thì nó sẽ tạo thêm nhiều cái sự hưng phấn. Đây nó cũng là một cái điều rất là lý thú nữa, thưa quý vị. Thật sự là như vậy. Nó có những chuyện như thế này. Thưa thưa quý vị, sư nhớ rằng hồi nhỏ sư hay có một cái tật như thế này. Sau này thì sư không còn nữa. Nhưng mà hồi bé sư hay có một cái tật vào những cái buổi Tết ấy, ăn hột dưa. Những đứa em họ của sư á, thì nó cắn hột dưa, nó ăn, nó cầm hột dưa tới đâu thì nó ăn hết tới đó. Nhưng mà riêng sư á, sư mới bóc ra một nắm hột dưa, xong rồi bắt đầu là sư ngồi sư cắn, sư để vào cái ruột nó vào trong một cái chén, sư để dành, sư để dành, thưa quý vị, sư dành cho nó nhiều, nó rất là nhiều và nó tích lũy nhiều, và khi càng nhiều thì mình nhìn vào cái chén đó mình càng thấy thích thú. Và đến một lúc mà mình muốn thọ dụng á, thì cái sự thọ dụng đó của mình nó ăn luôn một lần một ăn luôn một lần một, rất là ăn được nhiều, thưa quý vị. Nhưng mà sau khi ăn thì lúc bây giờ mình lại tiếc nuối, thưa quý vị. Thật sự số lượng hộp quý vị bóc trong một cái khoảng thời gian rất là lâu mới được gần nửa chén, nửa chén hột dưa, cái chén mà mọc được khoảng nửa chén nó cũng thời gian cũng rất là lâu. Cho nên chúng ta thấy rằng đời sống mình đó phần lớn chúng ta hay y cứ vào trong cái cảm thọ, và cái thế giới cảm thọ, thưa quý vị, phải nói rằng đó cũng là một cái thế giới rất là bí ẩn, kỳ bí. Chúng ta đôi lúc có những sự việc, có những nguyên nhân nó xuất phát từ cảm thọ, nhưng mà chúng ta không có ý thức được điều đó. Hồi xưa nhớ thầy của sư có kể một cái kinh nghiệm của vị ấy, một cái kinh nghiệm của vị ấy về việc tu tập, là trong cái oai nghi ngồi, thưa quý vị, thông thường chúng ta tu tập á, khi mà cảm thọ nó đã lên cách mãnh liệt, đau đớn, thì phần lớn chúng ta hay bị bỏ cuộc, từ bỏ oai nghi. Nhưng mà thầy sư lại nói rằng có một lần thầy của sư đã quyết thử xem cái sự đau này nó tột đỉnh đến như thế nào, và bỏ qua cái việc đau đó để chú tâm vào cái đề mục, trực tiếp quan sát vào cái sự đau đó luôn, xem nó ra sao. Thì đến một cái khoảnh khắc, tự nhiên cái sự chú tâm mạnh mẽ đó và liên tục đó, lúc bấy giờ những cái trạng thái về cảm thọ nó thay đổi,
nhiều hình thức, lúc thì nóng, lúc thì cứng như băng, lúc thì nóng như lửa, và đến một lúc nó có cái trạng thái là hoàn toàn không còn cảm thọ gì cả, và toàn thân toát lên cái sự mát lạnh, dễ chịu từ trên xuống dưới. Và từ đó nó rơi vào cái trạng thái cảm thọ là nó không có sự đau nhức nữa. Khi nghe kể như vậy thì quả thật sư không hiểu, thưa quý vị. Không hiểu ở đây không có nghĩa là sư không có tin, bởi vì sư chưa có, chúng ta chưa có trải nghiệm qua cái điều đó đó, cho nên mình không biết rằng, không biết nó, chuyện đó nó có hay không. Và muốn biết thì mình phải dấn thân, mình phải dấn thân vào cái sự thực hành để mà mình trải nghiệm, trải nghiệm. Cho nên đây cũng là một cái đối tượng thứ hai mà Đức Phật ngài hướng dẫn, ngài hướng dẫn cho cũng là một cái án xứ để mà chúng ta tìm hiểu, tìm hiểu về bản thân mình. Đó chính là đối tượng cảm thọ, thưa quý vị. Một trong số những cái nguyên nhân mà mình khó có thể mà nắm bắt nhất thường xuyên, nó là những cái mấu chốt gây lên cái sự rắc rối của một cái sự việc, của một vấn đề, đó chính là tâm, thưa quý vị. Có những sự việc thật ra chúng ta tìm hiểu để mà giải quyết vấn đề đó, đôi lúc chúng ta tìm hiểu không có đúng ngay cái mấu chốt của nó. Chính vì vậy mà khi mà chúng ta nghĩ rằng mình giải quyết được vấn đề theo cái hướng như vậy, ứng xử theo cái cách như vậy, nhưng mà ngược lại nó lại ra thêm một cái cái chuyện khác, và chúng ta lại phải tiếp tục đối mặt với một sự việc khác. Cho nên chính vì thế, đối với cái trường hợp mà mình muốn xem xét một cái sự việc nào đó, đôi lúc đó, thưa quý vị, chúng ta phải quay về đối với cái kiểm soát về đời sống nội tâm của mình. Thì những trường hợp có những sự việc bắt đầu từ một cái động cơ của tốt, hoặc là có những sự việc bắt đầu từ một cái động cơ tốt, nó liên tục cái pháp còn và ra nhiều những cái kết quả khác. Nếu như mà chúng ta khởi định với một cái động cơ không tốt, một cái động cơ không tốt, cái quá trình chúng ta không biết được cái mấu chốt gì, lý công việc của nội, thì lúc quý vị chúng ta nhiều, có những điểm từ một cái tâm tốt đẹp, tham hoặc là có trí tuệ để suy xét vấn đề, thì khi mà bước công việc nó sẽ ra những cái kết quả tốt đẹp. Thậm chí nếu như những cái nhân còn lại, khi mà với nhiều những của nhát cái kết quả đúng đó, thì chúng không có vì đó mình sự khổ. Hồi xưa sư với các vị thánh, thì sư có một cái, từng có một cái thắc mắc. Sư từng có một cái thắc mắc đối với chính bản thân mình, là không biết tại sao các thầy
hướng dẫn tu tập, các vị rất nhạy bén trong vấn đề tìm về những nhân sự việc sao. Chỉ cần cái vị hành giả thưa quý vị, thì trình bày cái quá trình tu tập của mình hoặc là trình bày cái bóng cũng như thế này như thế kia, thì từ đó các vị có thể chỉ ra cho thấy được cái nguyên nhân tại sao. Nguyên nhân tại sao thưa quý vị. Và trong số những lần đó có lần lớn nó nằm tâm, nằm ở nơi tâm vị hành, quý vị. Chẳng hạn như có một lần sư nghe được là người đó họ trình bày rằng khi mà họ thấy những vị sư tu tập có những cái oai nghi, nó có vẻ như là không có phù hợp đối với luật nghi của một vị sa môn chẳng hạn, thì lúc bấy giờ họ cảm thấy không vừa lòng. Thì sự việc đó khi đề cập đến trình bày đối với vị thiền sư, vị hành giả đó nói rằng không biết tại sao con nhìn thấy những cái hình ảnh đó con cảm thấy không có được vui, con cảm thấy không có được vui. Thì lúc bấy giờ phần lớn mọi người họ nghĩ rằng cái nguyên nhân là do bởi các vị sư khác làm sai, không có đúng với cái chức trách, cái bổn phận và cái sở hành của một vị sa môn, cho nên làm cho những người cư sĩ người ta khởi lên cái sự sân hận. Nhưng mà không thưa quý vị, trong trường hợp đó thì vị thầy mới nói một câu, mới nói một câu rằng nguyên nhân mà làm cho bản thân của cô mà cảm thấy nhìn thấy chư tăng như vậy mà lúc nào cũng ấm ức, lúc nào cũng không có được vui, là do bởi mình muốn người ta phải như thế này, phải như thế khác. Đó là một cái trường hợp mà sư đã từng nghe được. Điều này thưa quý vị, quả thực thông thường thì nếu như mà chúng ta là một cái người chấp thủ mình sẽ không bao giờ mình nhận đâu. Nhưng mà ở đây chúng ta phải nên hiểu rằng xin thỉnh đại quyền niệm quan hỷ xem biết ở trong rung không còn nghe được nữa. Nếu chư tăng có gì đó ở gần, quan hỷ cho đây để quyền niệm hay dùm. Dạ, xin hỏi quý vị tại. Thưa quý vị, Chư Tăng hiện giờ đang ở ở nơi nhà nghỉ, cũng khó khăn về đường cung thông cảnh. Chính vì vậy mà đối với
niệm tâm thưa quý vị. Đó là dạy cho chúng ta sống, tìm hiểu được những cái nguyên nhân rất là sâu sắc từ những cái động cơ trong những cái việc mà chúng ta làm, dù là nhỏ nhất thưa quý vị. Chúng ta bước đi đối với tâm gì? Chúng ta ngồi với tâm đang ở trạng thái như thế nào? Có tham hay không? Hay là có tỉnh giác hay không? Hay là si mê, phóng dật, mình không có sự hay biết? Hoặc là chúng ta đang nói, hoặc là chúng ta đang làm, hoặc là chúng ta đang trả lời, đang giao tiếp vân vân. Cho nên chính vì vậy mà khi mà mình có được cái khả năng này thưa quý vị, thì trong cái cuộc sống nó sẽ rất yên bình. Nó sẽ rất yên bình nếu cũng có được cái pháp này để mà hộ trì, thì cái mối liên hệ của chúng ta trong cuộc sống này nó rất là ít phức tạp, nó rất ít phức tạp. Chỉ khi nào mà nó vừa nghe nhóm lên thôi, thì mỗi người chúng ta đều có được cái nhà ai có lửa cháy thì người đó sẽ tự dập tắt được ngay lập tức, ngay lập tức. Đó là cái lợi ích của pháp niệm tâm thưa quý vị, của pháp niệm tâm. Còn phương pháp thứ tư ở đây cuối cùng mà Đức Phật Ngài dạy đó chính là niệm pháp. Niệm pháp. Từ trước tới giờ, quả thực mà nói, thành thật mà nói thưa quý vị, đối với pháp thứ tư này, hồi xưa sư cũng chưa có hiểu nhiều lắm, thành thật mà nói. Tuy trên phương diện pháp học, tuy trên phương diện pháp thì sư đã từng được học ở sư lý trong những khóa học đối với các vị sư bạn do sư phụ Tuệ Siêu dạy về chi pháp, nhưng mà trong lúc mà tu tập đó thưa quý vị, vấn đề mà chúng ta vấn đề thực chứng, vấn đề kinh nghiệm trực tiếp đó, thì có vẻ như trong lúc tu tập đó thì sư vẫn còn rất là mơ hồ với phương pháp này. Đến khi có một hôm sư có nghe cái lời giải thích, sư có nghe lời giải thích của ngài Tichaniya, ngài có thế này, ngài giải thích rằng nói cho dễ hiểu, nói cho dễ, bởi vì trong hướng dẫn thì ngài dạy không phải ai cũng biết về vi diệu pháp, cho nên ngài thường hay chọn một cái lối rất là common, lối rất là chung, phổ thông giải thích. Trong trường hợp đó thì ngài giải thích rằng cái niệm pháp này thực ra đó là một cái đề mục, nó không phải vốn là một cái đề mục mà chúng ta khởi điểm, nó không phải vốn là một cái đề mục mà chúng ta khởi điểm, mà nó vốn là một cái sau khi mà mình đã trải qua những cái quá trình tu tập từ những cái cơ bản, từ những cái cơ bản đơn giản thuần túy, từ thân, từ thọ, từ tâm, và sau đó đến một lúc chúng ta sẽ có được một cái khả năng quan sát được những cái đối tượng nó phức tạp, cũng giống như là một cái bức tranh toàn vẹn của cả thân và tâm này. Có một lần sư có nghe ngài trình bày như vậy. Tuy nhiên trong trường hợp này chúng ta đừng có hiểu lầm là không phải ai cũng phải bắt buộc như vậy. Bởi vì có những đối tượng thưa quý vị, có những đối tượng người ta có thể khởi điểm từ niệm pháp luôn. Nhưng mà trong trường hợp này là dành cho vị hành giả có nhiều trí tuệ thưa quý vị, và từng có những cái kinh nghiệm về sở học, về nhất là về A Tỳ Đàm. Cho nên chẳng hạn như trường hợp của vị tỳ khu mà được vị Sa Di hướng dẫn cho cái cách thức về 6 cái lỗ gò mối thưa quý vị,
đó cũng là một trường hợp hướng dẫn trực tiếp về niệm pháp. Niệm pháp. Nhưng trong trường hợp này thì thầy giải thích theo cái lối thông thường và cơ bản cho những người mà có cái sự tu tập tuần tự, những cái đề mục đối tượng đơn giản nhất. Cho nên chúng ta phải nên hiểu như vậy. Và quả thực ở đây đối với đề mục niệm pháp đó, thưa quý vị, đó chính là một cái lĩnh vực, một cái đề mục được xem như là bao quát, được xem như là bao quát. Nó rất là khó. Chính vì vậy mà đối tượng phù hợp với đề mục niệm pháp đó, thưa quý vị, nó phải là đối tượng có trí tuệ sắc bén, mạnh mẽ, nhanh thì mới có thể nắm bắt được. Bởi vì chúng ta biết được rằng cũng giống như là một cái người mà người ta vừa có thể làm được trong một cùng một lúc trong cùng một có thể làm được khác nhau, vừa ăn cơm nhưng mà người ta vừa viết, vừa ăn cơm nhưng mà người ta vừa viết. Còn đôi khi có những người, thưa quý vị, người ta phải làm việc nào nó rồi ra việc đó, chứ nó không có lẫn lộn được, phải có cái trước rồi sau khi chấm dứt xong thì mới có cái sau. Chính vì vậy mà ở trong trường hợp đối với niệm pháp đó, thưa quý vị, chúng ta thấy phải đề cập đến đó chính là những đề mục như là các thiền cái, năm thiền cái, rồi 12 xứ, bốn đế, thất giác chi, vân vân. Thưa quý vị, có thể nói rằng đối với đề tài bốn pháp niệm xứ này, đây là một phương pháp có thể cho chúng ta được cái hướng. Thứ nhất là mình có thể tìm hiểu được cái thế giới bí ẩn của bản thân mình. Và thứ hai là mình có thể học được một cái cách sống để làm sao mình có cái sự kiểm soát, cái sự kiểm soát. Và từ đó mình sẽ có thể nhiếp cái trạng thái bất thiện là tham mà sân ở đời, và thậm chí đoạn tận được phiền não và hướng đến chánh giác, cũng y cứ vào bốn pháp niệm xứ này. Thưa quý vị, đây là một pháp rất là quan trọng, bốn pháp. Cho nên bao giờ mà chúng ta khinh suất rằng đối với đề này là một cái đề tài nghe đi nghe lại nhiều lần, bởi vì chúng ta thì có ai chưa biết. Và kể cả trong một cái bài pháp thôi, thưa quý vị, một cái đề tài pháp thôi, ngày hôm nay vị giảng sư đó thuyết như thế này, nhưng mà cũng chính chi pháp đó ngày hôm sau chúng ta sẽ học thêm được nhiều những cái điều khác chi pháp đó. Và quả thực là như vậy, thưa quý vị. Đó là những gì mà sư trình bày cho quý vị ở trong cái bài học ngày hôm nay. Và bây giờ con xin được chấm dứt ở đây. Phần còn lại con xin kinh thỉnh Thượng Tọa Giác Đẳng cùng với sư Tôn Đức Tăng hoan hỷ hãy điều phối phần thảo luận ở trong lớp học ngày hôm nay. Nam mô Bích Thầy Giả. Sa thú cái trường này thầy quy định. Thưa tòa thiếu siêu, không biết thưa tòa có ở trước máy và có nghe được không? Nếu thưa tòa thiếu siêu nghe được kính thỉnh thưa tòa hoan hỷ trả lời cho ba cô thảo luận đầu tiên. Một lần nữa xin được hỏi thưa tòa thiếu siêu, thưa tòa có nghe được không? Nếu thưa tòa nghe được xin thỉnh thưa tòa hoan hỷ trả lời cho cô thảo luận đầu tiên. Dường như thưa tòa thiếu siêu không có mặt ở trước máy.
Thượng tọa Pháp Đăng, Thượng tọa có nghe được không? Nếu Thượng tọa Pháp Đăng nghe được kính thỉnh, Thượng tọa Hoan Hỷ trả lời cho câu thảo luận đầu tiên. Xin hỏi Thượng tọa Tuệ Quyền, Thượng tọa Tuệ Quyền có nghe được không? Quý Phật tử Quan Hỷ chờ chúng tôi một chút. Quý Phật tử có nghe chúng tôi nói được không vậy? Xin hỏi quý Phật tử có nghe chúng tôi nói được không? Dạ. Xin được hỏi Chư Tăng, có vị nào Quan Hỷ trả lời cho câu thảo luận số 1 là chữ thuật ngữ niệm sát tí trong tiếng niệm xứ này được định nghĩa như thế nào? Đại đức quy niệm Đại đức quy niệm đang tỏ ở đây, Đại đức quy niệm đừng có thể thỉnh Chư Tăng dùng được không? Quý Phật tử Hoa Khỉ chờ chúng tôi một chút nha. Chúng tôi Hoa Khỉ chờ chúng tôi một chút. Dạ, xin thỉnh Thượng tọa Pháp Đăng Quan Hỷ trả lời cho câu thảo luận số 1. Chữ niệm mà thường thường chúng ta nghe có nhiều định nghĩa khác nhau, giống như niệm Phật hay là niệm lâm râm chẳng hạn. Nhưng mà chữ niệm ở trong sát tí, ở trong tiếng niệm xứ thì chữ niệm mình nên định nghĩa như thế nào? Kính thỉnh Thượng tọa Pháp Đăng. Nam Thầy, con xin kính đảnh lễ đến Thượng tọa Giác Đẳng, Thượng tọa Minh Hạnh. Dạ, cảm ơn quý vị đã cho biết được tín hiệu là rõ. Dạ, con xin thành kính đảnh lễ Đức Tăng. Dạ, cái internet nó bị trục trặc. Dạ. Có con Thượng tọa Tuệ Quyền, Thượng tọa Pháp Đăng ngồi ở đây, nhưng mà lâu lâu mới có một cái máy hoạt động được, thành ra chắc có lẽ cái điện thoại của con đang được rõ, thì con xin phép được trả lời câu này. Ở trong câu thảo luận Thượng tọa vừa nêu lên, có hỏi rằng cái chữ thế nào, thì thường thường thì đối với sát tí
Sati có nghĩa là ghi nhớ hay là biết, là nhớ hoặc là biết. Thí dụ như một vị tu tập về niệm thân hay là niệm về hơi thở thì vị đó là có nghĩa là cái vị đó sẽ biết được cái hơi thở, là cái hơi thở ra, hơi thở vào, hơi thở ra, hơi thở vào, hoặc là cái vị đó đang tu tập về tứ quan nghi thì khi vị đó đi là vị đó biết mình đang đi, khi vị đó đứng biết mình đang đứng. Thì thật sự ra đó, có nhiều người á, người ta nghĩ rằng mình đứng thì mình biết mình đứng, mình đi biết mình đi, cần gì phải niệm. Nhưng mà đối với những người không có tập trung, mình nghĩ như vậy đó, thì đôi khi chúng ta đi nhưng mà chúng ta không biết mình đang đi. Là tại sao vậy? Tại vì cái vị đó đang nghĩ về một cái chuyện gì đó. Thí dụ như có những lần mình đi lên trên cầu thang, hoặc là mình bước đi đến phòng nghỉ của mình, nhưng mà tâm tư của mình suy nghĩ cái chuyện hồi chiều, hoặc là cái chuyện một chút nữa mình sẽ làm gì, vân vân. Thì đối với cái người bình thường thì người ta nghĩ rằng cái điều đó đâu có gì đâu bất thiện. Nhưng mà thật sự ra ở trong cái những vị hành giả tu tập mà bị rơi vào cái trạng thái đó, là có nghĩa là cái vị đó đang bị phóng tâm. Thành ra đó, thật sự đó thì theo chúng con nghĩ rằng đối với cái bài kinh Tứ Niệm Xứ, đối với cái chữ Sati thì coi như là mình biết là mình làm cái chuyện gì đó, cái động tác gì đó, mình biết rõ như Đức Phật dạy. Khi cái vị tỷ kheo đắp y biết mình đắp y, khi lấy tăng già lê biết mình ăn già lê, khi cầm cái bình bát lên thì biết mình cầm cái bình bát lên. Vậy thì nếu mà dùng vào cái đời sống thường, đối với sát tí là niệm, nghĩa là cha có cái nhớ. Ví dụ như bây giờ chúng ta ăn, chúng ta biết mình múc lên, mình đưa lên, rồi lúc đó tham hay là không tham, mình biết rõ những cái điều tùy mà luôn vào cái sự tu tập của mình. Như vậy trong các quan nghi hoặc là trong các cái đề một mình tu tập thì như vậy cái người đó phát sinh có cái tí. Vậy thì xá tí ở đây có nghĩa là biết hay là ghi nhớ hay là niệm, thì đây là những cái ý nghĩa, cái nội của cái đầu tiên là xá tí. Bây giờ thì có thượng tọa Pháp Đăng, thượng tọa Thiên Tuệ Quyền đã ở đây, nhưng hãy thưa hỏi thì cái máy nào nghe được thì các vị sẽ dùng cái đó để trả lời và anh được thỉnh một bước. Xin hỏi không biết là thượng tọa Pháp Đăng hay thượng tọa Tuệ Quyền, vì nào trả lời được, xin chư tăng Quan Hỷ biết cho vài chữ để mời quý ngài. Dạ thượng tọa Pháp Đăng. Thưa Pháp Đăng, chúng ta khoan đi qua câu hỏi số 2, chúng ta trở lại câu thảo luận số 1 mà đại đức Pháp Thính vừa lời trình bày đó. Có một số chư tăng và quý Phật tử hiểu là niệm
ở trong tiếng nhập xứ có nghĩa là mình thí dụ mình đi mình nói đi à, chân mặt bước mình nói chân mặt bước à, chân trái bước à, thở vô à, thở ra à. Thì cái bi quan niệm niệm á, có nghĩa là mình ghi nhận bằng lời, cái đó gọi là niệm. Thì theo thượng tọa Pháp Đăng á, thì khi một người nói rằng chân mặt bước à, chân trái bước à, hơi thở ra à, hơi thở vô à, hay tâm tham à, tâm sân à, cái đó có cái cách mà nói như vậy, ghi nhận như vậy, hay là thầm niệm như vậy, có gọi có phải là chỉ niệm hay không, hay là chỉ niệm mới nên được nghĩa rõ hơn một cách khác. Kính thỉnh thưa tổ quan thị trở lại. Kính thỉnh thưa tổ đây. Alo. Yeah. Nếu mà chúng ta nghe một cái vị đó dạy mình tìm thấy nghe, thì nó có thể bây chúng ta có ba cái biết: biết bằng tưởng, biết bằng thức và biết bằng tuệ. Thì cái thường chúng ta lặp lại đó, có nghĩa là nhiều khi chúng ta không có ghi nhận nó. Ví dụ chúng ta nói rằng một cái người có niệm á, là mình có cái sự ghi nhận. Ví dụ mình ghi nhận cái hơi thở, mình thấy cái hơi thở nó xúc chạm ngay lỗ mũi, một cái hơi thở mà nó ra vào đó, lạnh hay nóng đó, mình cảm nhận được nó, đó là mình có niệm. Còn khi mình nói đến niệm hơi thở, như nói đến mình bước đi đó, thì mình biết mình đang bước đi, mình cảm nhận được cái xúc chạm của cái bước chân của mình với cái đất. Thường thường ví dụ mình đặt niệm ở đâu, thường thường nói rằng cái niệm mình đặt ở chỗ nào. Bởi vì khi mình nói đến thân căn, nói đến cảm xúc, thì khi mình đặt niệm ở đâu á, thì thường thì quý vị thấy rằng nếu mình đặt niệm ở nơi cái ngón tay đó, thì mình đụng vô cái da mũi đó, thì cái da mũi nó là cảm xúc, và cái thân căn của chúng ta nó nằm ở cái ngón tay. Bởi vì khi mình tác ý á, tác ý nào thì cái thân căn nó ghi nhận cái cảm xúc kia đó. Và khi mình có cái sự ghi nhận như vậy đó, thì chúng ta gọi là có niệm, mà có niệm. Chứ còn khi mình nói niệm mà tôi đi à, tôi đứng à, tôi nằm à, tôi ngồi à, tôi nói, tôi cười à, nói như vậy nhưng có thể là người đó lặp lại bằng tưởng, chứ không phải là không phải là có niệm. Còn khi mà người đó ví dụ như họ có niệm nghe đó, thì khi họ đặt niệm nơi lỗ tai, cảnh thinh xúc chạm, thì họ biết được cái cảnh thinh đó. Thì chúng ta gọi là người có chánh niệm. Còn khi mà chúng ta nói đến cái cảm thọ, ví dụ một cái người họ đặt niệm nơi cái thân của họ, thì một cái vật nóng hay lạnh nó đụng vào cái thân của họ mà họ cảm giác được, thì những cái cảm thọ sanh lên như là khó chịu hay là dễ chịu, thì chúng ta gọi là người đã có niệm thọ. Bởi thường thường cái thuật ngữ niệm á, hay là gọi là tha tí á, mình không phải là nói ra mình nó là niệm đâu, không phải. Không phải là nói ra là nó niệm, mà phải đặt niệm, mình gọi là đặt á, mình tác ý, ghi nhận cái sự ghi nhận đó là niệm, ghi nhận. Bởi vì tha tí á, là cái sự ghi nhận được cái vấn đề đó. Như vậy thì khi mà chúng ta đúng là thử, quý vị nhắm mắt lại, quý vị thử. Rồi khi quý vị thử rồi quý vị mới thấy được cái vấn đề. Ví dụ mình đặt niệm ở trên cái dụng cái đầu của mình á, cái đầu của mình nó có cái mục mà, thì mình đặt niệm ở nơi cái tâm mình lúc bấy giờ là cái tâm tăng tức mình nó sanh ở nơi cái ngón tay. Khi mà đụng vào cái mục đó nó là cảnh xúc. Mình ghi nhận cái mục đó, mình thấy có cái mục đó, thì cái sự ghi nhận đó là như vậy quý vị. Thì mình đặt niệm nơi cái bàn chân, mình có chánh niệm đó, mình đặt niệm nơi cái bàn chân phải, rồi cái xúc chạm xuống dưới đất đó, thì mình đặt niệm như vậy, thì mình xúc chạm vào, mình cảm nhận được cái xúc chạm đó, thì mình gọi là có niệm. Còn khi mình nói đến âm thanh đó,
cái âm thanh nó xúc chạm vào cái lỗ tai chúng ta đó, ngày chúng ta ghi nhận được đó gọi là chúng ta có cái chánh niệm ghi nhận cái âm thanh. Thì niệm thân là mình ghi nhận ở trên thân chúng ta, y thận nhận ở trên thân. Thì thường thường quý vị thấy niệm thân nó có nhiều đề mục, niệm hơi thở cũng là niệm thân, niệm thể là niệm thân, niệm đất nước lửa gió, mình thấy sự căn phòng lay động là phong đại, sự nóng hay lạnh là quả đại, sự nhận được như vậy thì gọi là niệm cũng niệm niệm thân, nhưng gọi là niệm tứ đại. Cho đến quan như hay tiểu quan, ví dụ mình có mình ghi nhận mình đang thì gọi là như vậy. Chứ cái ghi nhận đó đó niệm, là bởi vì niệm gọi là sa tí hay là ghi nhận được cái thọ hay là tâm của mình đó, cái tâm của mình khi mình ghi nhận được một cái tâm tham sinh lên thì mình gọi là cái mình có niệm, hay là mình thấy tự nhiên mình ghi nhận được cái tâm sân nó sanh lên. Đường niệm và thất niệm, bởi vì niệm đó là một cái tâm sở trong tâm sở tình hảo, mình gọi là tính, tính niệm là mình tin và mình thấy được cái ghi nhận đó đó, mình gọi là tính niệm tàm quý. Như vậy thì mình dù mình có niệm nhưng mình có thể là bằng cái thói quen của mình, bởi vì mình ghi nhận được cái, bởi vì cái tâm á, nó biết á, nó có thể biết, chúng tôi nói gì biết á, nó có thể biết bằng tưởng, biết bằng thức, biết bằng tuệ. Nhưng mà thực sự cái niệm á, là cái biết bằng tuệ. Cái niệm á, nó có chánh niệm là cái biết bằng tuệ. Còn thực sự đó, những cái mà mình làm thói quen nó có thể là có tưởng, nó cũng có thể sanh ra trong tâm tham, nó vẫn có. Chứ không phải là mình nói như vậy. Ví dụ mình nói có một người mà ví dụ như họ bốc thăm trúng số à, bốc cái thăm lên á, họ nói trúng số à, thì họ bốc từng cái, họ kêu trúng số vậy. Mình nghĩ rằng nhiều khi mình nghĩ rằng họ có niệm, nhưng mà thật sự phải, có thể là do cái thích thú của họ, họ nghĩ rằng trúng số đó là một cái gì tài sản, ví dụ như vậy. Nên khi mà họ có thể có như vậy thì lúc bây giờ mình gọi là thất niệm chứ không phải là có niệm. Bởi có niệm là có sự ghi nhận đúng đắn, còn cái thất niệm là nó gọi là mình gọi là tham sanh lên, mình không gọi là có niệm tham, mà gọi là thất niệm. Lúc đó mình không ghi nhận mà mình chỉ bị theo cuốn hút theo tham sân si thôi. Như vậy thì mình định nghĩa cái chữ niệm, mình ví dụ mình đặt niệm nơi thân đi, một cái hơi gió nó lạnh vào thân của mình cảm nhận được hơi gió đó thì mình gọi là có niệm. Cái hơi gió lạnh vào thân của mình ghi nhận được đó, mình gọi là có niệm. Hoặc là mình đặt niệm nơi thân của mình thấy gió mát nó thổi vào thân của mình, gió nóng nó thổi vào thân của mình cảm nhận được cái sự nóng đó thì gọi là có niệm, mình cảm nhận được như vậy. Như vậy thì thường thường á, cái người đặt niệm á, tùy theo cái người đặt niệm bên chân phải chân trái, thường thường nó là một cái người mà tu hành tu tập cái đề mục hơi thở cũng vậy đó. Tại vì hai cái lỗ mũi chúng ta đều đi về đặt niệm ở chỗ nào, chứ không thể nào chúng ta nói rằng một lúc mà cái hơi thở nơi cái lỗ mũi, hai cái lỗ mũi thở mà mình đều ghi nhận được hai bên hết, mình chỉ ghi nhận được một bên thôi. Nên thường thường mình gọi là đặt niệm ở chỗ nào thì tâm sanh chỗ đó, cái tâm mà có niệm nó sanh chỗ đó. Còn mình cái bên kia đó, nghĩa là mình muốn hai bên thì không thể nào có, không bao giờ có được, để chỉ đặt niệm. Niệm có một bên thôi. Còn thân niệm ở bên chân phải đặt đó mình sử dụng thì gọi là có niệm. Thì ở trong cái câu hỏi của thượng tọa đó thì con xin chia sẻ như vậy. Bây giờ không có nghĩa là mình nói rằng tôi niệm mà phòng mà sọp mà như vậy là có niệm đâu. Mình phải theo dõi cái sự chuyển động của cái bụng mình to lên, được gọi là phòng lên. Phòng theo sọp nó chỉ là cái danh từ chế định thôi, nhưng mà lúc bây giờ mình ghi nhận cái sự chuyển động của cái bụng của mình nó phồng lên á, gọi là mình có niệm mà khi hơi thở vào.
Còn khi mà cái hơi cái bụng mình nó xẹp xuống, mình ghi nhận cái sự xẹp đó đó, thì mình gọi là có ghi nhận cái bụng xẹp, thì mình gọi là có niệm biết cái hơi thở nó ra đó, vậy đó, ngay vậy đó. Thành ra chúng ta phải nói rằng cái niệm đó thì cái tâm nó sanh rất là mau, nhưng mà khi mình đặt niệm đó, mình tập đặt niệm như vậy cho nó quen, theo cái cách từ hơi thở, hơi thở, hơi thở, hơi thở, hơi thở vậy. Thì con xin chia sẻ trong cái câu hỏi tương tỏ như vậy. Nếu có gì cần nói thêm thì thỉnh tương tỏ. Bây giờ xin gửi chương trình. Sau thuộc cái trình thì tỏ rằng vừa giờ thì không biết là thượng tọa Thầy Quyền, thượng tọa có nghe được không? Nếu thượng tọa Thầy Quyền nghe được kính thỉnh, thượng tọa hoan hỷ trả lời cho câu thảo luận số 2. Không biết sự tổ học tân, không biết chị tân có vị nào có mặt ở trước mái ngoài thì có phòng đăng không? Dạ, thì thọ tự quyền nghe được không? Dạ. Xin thỉnh thị tổ tự quyền quan thí trả lời cho câu thảo luận số 2. Chữ niệm xứ, chữ niệm xứ có nghĩa là gì? Xin thị tổ không nghĩ định nghĩa. Tại vì như Hòa Thượng Nhất Hạnh Hòa Thượng dịch, niệm xứ có nghĩa là bốn lĩnh vực quán niệm, hay là có vị dịch là niệm xứ nghĩa là bốn cái chỗ, gọi là bốn cái điều một niệm. Nhưng mà căn bản mà nói thì niệm xứ có nghĩa là gì? Cái tính thiền thuật. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sơn Khai Giá, vừa thưa chúng nghe rõ không? Dạ, con cảm ơn Chư Tăng và các cô đến đại Chư Tăng và kính chào toàn thể đại chúng. Cảm ơn quý vị nghe rồi. Xin kính bạch quý ngài, kính thưa quý vị, nếu chúng ta định nghĩa một cách rõ ràng thế nào đến thế nào là cái chữ niệm xứ, cái sứ tí bát tha na, cái chữ bát tha na đó là cái nơi, cái chốn, bốn cái nơi, cái chốn mà chúng ta để đặt niệm. Thì như chúng ta thấy cái nơi chốn của thân, của thọ, của tâm và của pháp. Đây là bốn nơi chốn mà xuyên qua danh và sắc đó, vì hành giả tu tập thiền quán chỉ có hai cái vấn đề quan trọng nhất, đó chính là danh và sắc. Danh và sắc đó chúng ta mới phân biệt dựa nên bốn cái nơi chốn. Cho nên vì vậy cái chữ xứ ở đây có nghĩa là nơi chốn, rồi chúng ta mới đặt định là bốn cái chỗ đặt niệm, là bốn cái pháp môn, hay là bốn cái pháp mà đưa đến sự chấm dứt khổ đau sanh tử luân hồi. Thì chính Đức Phật ngài đã khẳng định chỉ có bốn nơi chốn này thôi, ngoài ra tất cả không còn bốn cái nơi, bốn cái chỗ mà đưa đến sự chấm dứt sự bị khổ não. Chứ còn chúng ta nó đưa pháp môn thì có nhiều pháp môn, và chỉ có bốn pháp môn này. Thì nói như vậy thì nó hàm tận quá, nó rộng quá. Thì chỉ có bốn cái nơi mà đưa chúng sinh đến cái sự chấm dứt sự bị khổ não. Bởi vì ngay cả chúng ta nói đến pháp môn đi, thì thế nào là một pháp môn? Nó là một vấn đề. Rồi bao nhiêu cái chi điều nó là một pháp môn, rồi bao nhiêu pháp nó vô một pháp môn. Chứ chúng ta nói rằng Phật dạy 84.000 pháp môn, đó là 84.000 cái cơ sở để tu tập, thì điều này là sai. Bởi vì pháp môn thiện, pháp môn bất thiện và pháp môn vô ký, thì chúng ta chỉ tu pháp môn thiện dựa trên 37 pháp và dựa trên 40 chốn này, 4 cái chỗ này, 4 cái chỗ này, chỉ 4 chỗ được đặt niệm thôi. Thì chúng ta thấy như vậy để chúng ta mới biết được rằng là chúng ta không thể nói tinh thần Phật pháp mà chúng ta nó phổ quát được, mà chúng ta phải nói trong cái sự tu tập để nhận định một cái đề mục, để mà hiểu biết, để mà thiết lập một, thì phải rõ ràng. Mà chính vì vậy cho nên trong bài kinh Tứ Niệm Xứ này rất là quan trọng, Đức Phật ngài
Ngài, tại sao Ngài thuyết ở nơi xứ Cú Rú và ở trên một cái trình tự rõ ràng và trên một cái nơi chốn, trên một cái điều mà để cho tất cả chúng ta thấy cái tầm quan trọng đó. Bởi vì Ngài cũng vẫn hiểu, vẫn biết như về đời sau này, tất cả chúng sinh chạy nơi này, chạy nơi kia, phân tích nơi chỗ này, phân tích chỗ kia. Nhưng phải nói rằng là bốn niệm xứ này, ở trong, chỉ có trong cái sự thực nghiệm mà chính Đức Phật thời xưa khi còn là Bồ Tát, Ngài đã thực nghiệm và Ngài đã thành tựu trên bốn cơ sở này, bốn cái chỗ, bốn cái nơi này, và Ngài đem lại, Ngài chỉ dạy cho chúng ta. Thì nói như vậy để chúng ta thấy một cái sự rằng chỉ có bốn nơi chốn, bốn nơi chốn này thôi. Chứ ngày hôm nay là Phật Pháp coi như đa môn, chúng sinh đa bệnh thì chúng ta dùng cái bệnh nào đó để chữa trị cho mình, để mình chấm dứt phiền não. Điều đó nói một cách phổ quát và nói một cách vô căn cứ, nó chung chung. Chỉ có bốn cái này, đó chính là, thế nào gọi là cái niệm xứ, thì chúng ta nhớ đó chính là bốn cái chỗ hay bốn nơi mà để chúng ta là nơi chỗ để chúng ta gìn giữ chánh niệm hay là đặt niệm ở nơi đó mà tu tập. Ngoài ra bốn nơi này thì không có chỗ khác, cho nên chắc chắn như vậy. Chứ chúng ta không có dựa trên một cái chung chung rồi chúng ta tu tập không biết cái vững chắc, thì công phu uống rượu một đời ai của tất cả, mà nhiều khi tu tập biết bao nhiêu năm trong sự cố gắng, trong sự chuyên cần, nhưng nếu không đúng, không đúng cái chỗ đặc niệm, không đúng cái chúng ta tạm gọi tức là không đúng thuốc, không đúng cái liều lượng, thì bệnh phiền não của chúng ta nó cũng vẫn còn, và nó chỉ được một chút nào đó ở nơi chẳng hạn như là do chúng ta ngăn ngừa, do chúng ta tránh né, do chúng ta phòng hộ, một ít cái phiền não nó không khởi sanh, nhưng không thể thành tựu cái cố gắng giải thoát được. Cho nên vì vậy cái chữ niệm xứ là bốn nơi chốn này, quả thật đúng gì xứ là nơi, là chốn mà, dạ. Thì là một điều mà ở trong kinh văn cái nghĩa từ được hiện rõ. Cho nên khi chúng ta tu, chúng ta phải nhớ rõ chỗ đó. Ngoài ra tứ niệm xứ cũng có cái chỗ nào mà tu tập cách nào cũng vậy, không thể nào đưa đến sự chấm dứt sự bị khổ não. Còn chúng ta niệm như thế này mà để về cõi Phật như thế kia, đó chẳng qua là những cái điều mà khuyến tu, khuyến khích cho người ta vô tu, dụ cho tu, người ta tu thôi kệ, không được cái này cũng được cái kia, cũng như ăn vào cái dưỡng chất đi, không bổ bên hông, bổ bên trên đầu, dưới chân, coi như tay hông này là tất cả vân vân. Thì nói một cách như vậy thì chúng ta không có một trí tuệ, chúng ta không có một định vị một cách rõ ràng, mà cái sự tu tập trên con đường giải thoát, ý chí, một cái trí tuệ rất là, và một cái tâm niệm để mà chấm dứt phiền não ly dục lại là quan trọng nữa. Cho nên nó rất là một điều mà chúng ta không thể nào mà coi như chúng ta chỉ tu ở thôi kệ, vô chúng ta tu chúng ta không biết cái gì, mà phải hiểu biết được rõ ràng. Và cũng như đó, kêu người ta đi tôi theo từng đạo tràng này, niệm đề một Phật này, niệm đề một Phật kia, tôi cảm thấy tôi bớt phiền não, tôi cảm thấy tu có chứng, có được Phật chứng, có được Phật nhận, có được Phật giá trị. Tất cả điều đó là do cái tưởng tri của chúng ta một cách sai lệch, chứ sự thật ra không có ai trời hộ, ai trị, ai gia cho chúng ta cả. Mà chính chúng ta tu tập, nếu chúng ta tu tập tứ niệm xứ á, thì cái chánh niệm tỉnh giác chúng ta nó nhiều, thì nó lấn lướt cái ác pháp. Và khi mà chánh niệm có mặt thì không có phóng dật. Đây là một điều đặc biệt, mà khi niệm có mặt thì không có phóng dật, và không có phóng dật thì lúc đó ngăn ngừa không cho phiền não khởi sinh lên. Đây là sự thật. Và từ cái chỗ đó, và chúng ta kiên trì miệt mài, chúng ta đào luyện trong một thời gian dài, thì chúng ta thành tựu được. Tức là từng cấp chúng ta mạnh mẽ và pháp độ của chúng ta chín mùi, thì chúng ta chứng đắc. Bởi vì tu tập đúng đắn, Đức Phật dạy đối với tứ niệm xứ đó, khi mà tu tập đúng đắn chín chắn đó, thì suốt một tuần
Nếu như vị ấy có một cái cơ duyên pháp độ chín mùi thì chắc chắn sẽ chứng chứng đạo chứng quả, hay là không một tuần thì 7 tuần, không 7 tuần 7 tháng 7 năm mà tu đúng đắn thì chắc chắn rằng nếu đủ duyên lành, tức là đủ pháp ba la mật, chắc chắn vị ấy sẽ chấm dứt sinh tử khổ đau. Còn nếu như ngoài ra thì đặt đúng sai 4 cái chỗ này thì cả luân hồi đời này đời sau 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 nữa thì cũng không bao giờ chứng đắc được nếu mà tu tập không đúng. Thì kinh Bạch Thường Tòa con xác định lại nữa, tức là gọi là niệm xứ, tứ niệm xứ, tức là 4 nơi chốn, hay là chỉ niệm xứ, tức là cái chỗ để cái nơi chốn để đặt niệm, hay là cái chỗ để đặt niệm của thân, thọ, tâm và pháp quán niệm xứ, hay là chính là của danh pháp và của sắc pháp. Dạ, con có đôi điều trình bày như vậy. Nếu có điều gì cần bổ túc từ kinh cung thỉnh là Thường Tòa cùng quý ngài. Nam mô Bụt Tha. Dạ. Sa thủ kính trần thầy tập thầy quyền. Thưa quý vị, chúng tôi xin được dành ít thời giờ để chia sẻ một số điểm liên quan đến bài học ngày hôm nay. Thứ nhất là chúng ta trở lại cái chữ niệm sati ở trong đạo Phật, đặc biệt là ở trong Tam Tạng Pali đó. Đôi khi chúng ta thường liên tưởng chữ sati có nghĩa là niệm cái kiểu là niệm lâm rộng. Thí dụ như Tịnh Độ Tông có một cái cách trì niệm danh hiệu của Đức Phật A Di Đà, gọi là Lục Tự A Di Đà, Nam Mô A Di Đà Phật chẳng hạn. Và chúng ta cái niệm lâm rộng dùng từ gọi là niệm. Thì cái chữ niệm mà trong tiềm xứ nó không phải là niệm lâm rộng. Và có nhiều người ngay cả hành tứ niệm xứ thì các vị hãy cũng hay đặt thí dụ như chân mặt bước à, chân trái bước à, thở ra à, thở vô à, vui à, buồn à, rồi đặt như vậy gọi là niệm. Thật ra thì chữ sati chúng ta nên hiểu một cách rộng hơn. Thế nào là hiểu rộng về chữ sati? Có một cái phẩm chất rất là đặc biệt ở trong đời sống của chúng ta là mình làm cái gì mình có để tâm ở đó. Cái làm cái gì để tâm ở đó mới nghe thì nó như là một cái bài học mà cha mẹ dạy con. Nhưng mà chúng ta biết rằng đa phần chúng ta sống rất là lơ đễnh. Hòa Thượng Nhất Hạnh có viết cái câu gọi là nguyện muôn loài chúng sanh từ bỏ cõi lãng quên quay về trong tỉnh thức. Từ bỏ cõi lãng quên tức là đời sống chúng ta lơ đễnh. Đơn giản mà nói là khi mà mình làm việc gì đó có bao nhiêu phần trăm tâm tư của chúng ta đặt để vào chỗ đó. Chúng tôi nhớ hồi còn nhỏ đó, ông ngoại có nói rằng ở trong nhà đó thì cha mẹ thì có 2 con mắt, con cái thì có 1 con mắt, trộm có tới 4 con mắt. Có nghĩa là cái việc ở trong nhà mình á, con cái thì rất là lơ đễnh, không có tập trung nhiều, nhưng mà cha mẹ lại là người thường xuyên để ý. Nhưng mà cái người để ý nhất là ăn trộm. Ăn trộm thì họ quan sát rõ được đi nước bước thói quen của mỗi người vân vân. Thì cái ý tứ hay là đặt để cái tâm tư của chúng ta vào việc gì đó, nó sẽ làm cho việc đó nó sáng đi. Chúng tôi lấy một ví dụ là Chư Tăng đang gặp nhau tại đây. Nếu trong lúc Chư Tăng đang gặp nhau tại đây mà mình ngồi đó gặp nhau, mình không có quan trọng cái chuyện mà Chư Tăng gặp nhau, mà chỉ đến để nhìn hoa, nhìn lá, đi đi mua sắm món này món kia, và mình không có để đầu tư tâm trí vào mình gặp nhau để làm cái gì và tại sao mình gặp nhau và cái gì đó thật sự ý nghĩa, thì lúc đó đó cái chuyện mà Chư Tăng mà gặp nhau đó, nó chỉ là một việc rất là hời hợt, rất là ơ hờ. Cái sự hời hợt và ơ hờ đó, đó nó là một cái dấu hiệu mà cho thấy rằng chúng ta không đặt để tâm trí nhiều vào chuyện đó. Khi mà chúng ta nói chí niệm xá tí đó, nó có một cái phẩm chất rất là đặc biệt là hướng tâm, ghi nhận, tỉnh táo. Thành ra trong cái niệm thật sự mà nếu chúng ta đọc cho kỹ, khi mà Đức Phật dạy rằng quán thân trên thân, vì ấy quán thân trên thân với nhiệt tâm,
nhiệt tâm, tức là thái độ rất là tích cực. Dạ. Rồi tỉnh giác. Tỉnh giác tức là một trạng thái an lập cái tâm tư của chúng ta ở cái gì mà mình đang làm, mà người Tây Phương thường gọi là ở đây và bây giờ. À, biết rõ ghi nhận. Cái câu rất là ngắn, Đức Phật dạy rất là ngắn, diệt tâm, chánh niệm, tỉnh giác. Nhưng mà ở trong đó nó gói ghém cả ba cái yếu tính, là chánh tinh tấn, diệt tâm tức là chánh tinh tấn, và tỉnh giác là chánh định, và cái khả năng ghi nhận gọi là chánh niệm. Và ba cái pháp đó nằm ở trong điều này. Chứ tôi lấy ví dụ như là bây giờ một cái người mà bán hàng, một người bán hàng, họ có để ý, họ để ý những món hàng này, món hàng kia, cái sự tập trung đó, nó không gọi là niệm được. Hành giả đó phải có một thái độ rất là nghiêm túc, là mình làm cái gì đó, mình phải làm bằng cái tâm là gắn bó ở đây bây giờ, chứ không phải là cái tâm ơ hờ. Thật ra chúng ta phải để ý rất là kỹ cái câu mà Đức Phật gọi là quán thân trên thân, vì ấy an trú với diệt tâm, chánh niệm, tỉnh giác. Và rồi cũng từ ở trong câu đó có một cái ý nghĩa khác rất là quan trọng, đó là quán thân trên thân, quán thọ trên thọ, quán tâm trên tâm, quán pháp trên pháp. Ở đây có nghĩa là mình biết một cách trực tiếp, không có phải là do tưởng tượng, không phải là do suy diễn. Thế nào là tưởng tượng? Tưởng tượng là mình ngồi đó, mình tưởng ra điều này, tưởng điều kia, suy diễn là mình do người ta nói lại. Nhưng mà không, ở trong tiếng Anh có câu gọi là first hand experience, tức là chúng ta cảm nhận một cách trực tiếp, trải nghiệm một cách trực tiếp, đó gọi là quán thân trên thân. Mình chúng ta ví dụ như là ở trong đời sống của người mình nghe người ta nói anh A xấu, anh bà B tốt, ông C là thế này thế kia. Cái chuyện mình nghe người ta nói á, thì cái thái độ con người mình là gì? Con người mình rất là nông cạn của mình nghe ta nói, hoặc là tin hoặc không tin. Thật sự mà nói, khi mà mình tin, mình cũng có cơ sở gì để mình tin, mà mình không tin cũng có cơ sở gì không tin. Tại vì sao? Mình tự nhiên mình đang ngồi một chỗ có vài ba phút mà người ta nghe ông nào nói ông A xấu bà B xấu, thì tự nhiên mình tin, mình theo liền. Thì cái đó không phải là mình biết một cách trực tiếp. Biết cách trực tiếp là mình nghe nói ông A, ông bà B xấu như vậy, tốt như vậy. Cho đến khi nào mình gặp, mình tiếp xúc, mình trực tiếp nói chuyện người đó, mình nhận định một cách trực tiếp, thì cái đó gọi là mình biết ông A vì mình tiếp xúc ông A, biết bà B tiếp xúc bà B. Thì ở đây một cái chìa khóa của niệm để mình biết thân đó, thì mình quán thân ở trên thân, chứ phải quán thân là do ở trên sách vở hay là ở chỗ khác. Quán thọ ở trên thọ, quán tâm ở trên tâm, hoặc pháp trên pháp. Và rồi ở trong câu này có một cái đạo có đặc biệt là khi mà chúng ta nói đến bốn niệm xứ, và bốn niệm xứ thì căn bản mà nói thì là thân và tâm. Thân tức là quán thân, tâm thì có thọ và tâm. Và quán pháp đó tức là chúng ta dùng những cái đề tài pháp như là thất giác chi tứ diệu đế. Nhưng mà thay vì thất giác chi tứ diệu đế mình đọc qua sách vở, thì bây giờ mình đọc những cái đề tài đó là năm uẩn 12 xứ, thất giác chi, bát chánh đạo, đọc ngay ở trên những gì đang xảy ra ở trên thân tâm của mình. Dạ. Ví dụ như là bây giờ mình đang sống một mình, tự nhiên mình cảm thấy cô đơn trong trạng thái buồn đó, thì mình muốn bỏ trường thiền, mình trở về đi tìm một cái gì đó, một lớp sống nào đó cho nó cảm thấy bớt cô đơn đi. Thì thưa quý vị, hành giả có hai cách để quán chiếu vấn đề. Nếu mà mình là niệm thọ đó, thì mình sẽ ghi nhận là cái cảm thọ không được an lạc. Nếu mình là niệm tâm, thì mình cảm thấy mình niệm tâm là cái tâm mình đó, nó đang hướng vào cái chỗ tầm thường, nó không hướng vào chỗ cao thượng. Nhưng mà nếu là niệm pháp đó, thì vị đó sẽ thấy rõ thế nào là khổ đế, thế nào là tập đế qua thái độ đó. Thì khi mà mình nói tới bốn niệm xứ đó, thì ở trong đó niệm thân tức là thuộc về thân xác của chúng ta,
thuộc về thành phần vật chất, thân của ta hay thân của người khác. Và niệm thọ, niệm tâm là thuộc về tinh thần, thuộc về tâm. Nhưng mà niệm pháp đó là chúng ta dựa trên những đề tài và đọc những đề tài đó qua chính cuộc sống hàng ngày của mình. Thật ra đây là một cái phương cách sống, một phương cách tu tập rất là đặc biệt của đạo Phật. Khi mà mình chưa hành tứ niệm xứ thì mình cảm tưởng như là tôi lái xe thì tâm tôi để lái xe, tôi rửa chén tâm tôi để rửa chén, nói chuyện tâm để nói chuyện không. Khi mà mình đã bắt đầu đi vào thế giới của tứ niệm xứ thì mình thấy rằng bình thường mình lái xe cho thật sự cái tâm mình không để đó đâu, tâm mình nghĩ vẩn vơ việc này, và mình ngay cả mình ăn mình cũng nghĩ vẩn vơ việc này việc kia. Bởi vì sao vậy? Đó là thói quen của chúng ta. Thói quen chúng ta là thói quen mơ màng, thói quen đứng núi này trông núi nọ, thói quen đó là nghĩ vẩn vơ, và cái thói quen đó từ vô lượng kiếp. Bây giờ để chúng ta vận dụng, để chúng ta có thể từ từ khung tập được cái đặc tính là hướng cái sự chú ý vào ở đây và bây giờ, thì mất thì giờ hơn một chút. Và hành giả để làm việc đó, thì hành giả phải đem thân tâm mình ra để làm cái đối tượng, đối tượng để một khuôn tập niệm. Thì khi mà mình khuôn tập niệm, một cái căn bản mà mình phải làm đó, đó là mình tìm một cái gì đó nó vốn thường xuyên xảy ra và rất là quen thuộc, rất rất quen thuộc, chứ không phải là bây giờ chúng tôi nói là ngày hôm nay chúng tôi và Chư Tăng đang hồi trưa này có đến thăm một ngôi chùa cổ. Thì cái chuyện mình thăm ngôi chùa cổ nó chỉ là một cái chuyện một ngày một bữa một chuyến, có khi một đời người chỉ đến thăm chùa cổ một lần. Ngôi chùa cổ không thể làm được một niệm được, nhưng mà hơi thở ra hơi thở vào là cái cử chỉ, là cái tư thế như là đi đứng nằm ngồi, hay cử chỉ là ngó qua ngó lại, bước tới bước lui lúc đi kinh hành chẳng hạn. Thì tất cả những điều đó là cái gì mà lặp đi lặp lại trong đời sống, và cái lặp đi lặp lại nó cũng có cái lợi. Nó có cái lợi là nó giúp cho chúng ta tạo được cái sự bền bỉ. Còn cái gì mà chỉ chú ý một lúc rồi thôi, sau đó không chú ý nữa, thì nó không thể là điều một niệm cho chúng ta được. Vì vậy tất cả hành giả tu tập tứ niệm xứ không phải là hoàn toàn giống nhau, nhưng mà một cái đề mục mà một cái đối tượng mà các vị thiền sư thường dạy đó là làm quen với hơi thở. Bởi vì sao vậy? Mình có chú ý nó vẫn thở, và mình không chú ý nó vẫn thở, mình không thở thì mình rồi. Do vậy lúc nào hơi thở cũng có mặt, và hơi thở nó có hai nhịp, nhịp ra và nhịp vào, và hơi thở nó cái nhịp rất là nhẹ nhàng. Và hành giả đó ban đầu thì chỉ thấy được sự tập trung vào hơi thở, sự bắt buộc. Nhưng mà khi mình niệm mình thấy rằng hơi thở dạy cho mình rất nhiều bài học. Bài học đầu tiên là hãy tập trung hơi thở một cách tự nhiên, không bắt là hơi thở phải dài, không bắt hơi thở phải ngắn, không bắt phải thở thế này phải thở thế kia, mà nhìn hơi thở cái tự nhiên. Và hơi thở đó là một người bạn thân thiết, một người bạn thân thiết đó không phải là mình có thái độ mình đòi bạn phải thế này đòi bạn thế kia, mà đơn giản đó là mình biết sự có mặt của bạn. Và do việc cái niệm thân á đúng là niệm thân thì có nhiều cái khía cạnh khác nhau về niệm thân, như là niệm hơi thở, niệm đại quy nghi, tức là niệm về tư thế, niệm tiểu quy nghi, tức là cái cử chỉ của mình, rồi niệm về tứ đại, niệm về thể trược, niệm thể trược niệm tứ đại, rồi niệm tử thi, niệm hài cốt. Nhưng mà cái quan trọng nhất của niệm thân đó là niệm hơi thở. Niệm hơi thở là một kinh nghiệm rất quý báu. Ở đây hôm nay thì chúng ta không có thời giờ đi vào điểm này, và một cái phương diện khác mà đối với thân tâm của mình, nhất là đời sống nội tâm mà hành giả nào cũng phải tập đối diện, đó là niệm thọ. Niệm thọ tức là cái cảm giác của mình, cái cảm giác như là khổ lạc, không khổ không lạc. Tại sao mà hành giả phải có khả năng để niệm về thọ? Là bởi vì chúng ta phản ứng với cảm thọ.
như là mình ngồi mình dễ chịu á thì mình muốn ngồi lâu thêm, mà khó chịu á thì mình muốn bỏ đi. Cái khổ chịu và cái cảm thọ đó nó cho thấy rằng con người chúng ta luôn luôn đối diện với hai cái trạng thái gọi là thích và không thích, mà ở đây dùng cái chữ gọi là tham ưu. Chúng tôi không có thích chữ tham sân. Cái thật ra cái lời dịch ở đây là lời dịch của ai dịch chứ không phải của Hòa Thượng Minh Châu. Ngày xưa Hòa Thượng nói là chế ngự tham ưu ở đời, chế ngự tham ưu, cái cụm từ đó rất là quan trọng đối với người hành tín niệm xứ. Tức là mình thấy cái gì cũng phản ứng hết. Mình nghe cái âm thanh, mình thấy một sự gì gì đó, tôi thích cái này, tôi không thích cái kia, tôi bực cái này, tôi muốn cái kia. Nhưng mà mình đi vào trong cái thế giới của tín niệm xứ đó thì hành giả không phải là lựa cái nào mình thích để mình bám nó, và mình gặp cái nào mình không thích mình dậy đẩy, mình đẩy nó ra, không phải. Mà tất cả đều là đối tượng của ghi nhận. Cũng như mình đang ngồi, trời nắng, trời mưa, ngày đó yên tĩnh hay không yên tĩnh, mình có tập trung hay không tập trung, thoải mái hay không thoải mái, thì nó là một cái đối tượng để ghi nhận, chứ không phải là đối tượng để phản ứng. Ở trong kinh có dạy trường hợp này, mà các vị thiền sư thường dùng cái ví dụ là mình là người gác cửa. Cái người gác cửa chỉ biết là ai ra ai vào, chứ người gác cửa không phải là người xử lý. Xử lý là người này đẹp thì mình khen, người cái xấu mình chê, hay là người ta đi vào rồi thế này kia không. Cái người gác cửa đơn giản là biết rằng có người ra, người vào và người đó là ai, mà không có phản ứng gì hết. Thì nó tương tự với cái niệm. Cái thái độ này là một thái độ rất có lợi trong đời sống của chúng ta, là con người chúng ta hay sinh sự, con người chúng ta hay phản ứng, con người chúng ta hay tỏ thái độ, nói cách là tự thị ta đây, tôi không thích cái này, tôi thích cái kia, tôi muốn này, tôi muốn kia, cái này đẹp, cái kia xấu không. Nó tức là mình niệm hơi thở, nó có lý do gì để nó hơi thở là tốt, hơi thở là xấu, tôi thích hơi thở, không thích hơi thở, mà đơn giản là hơi thở vô, hơi thở ra. Và do việc khi hành giả niệm như vậy, lâu ngày chúng ta có thái độ là tự nhiên, chỉ biết chứ không có phản ứng, và đặc biệt không có chạy theo phản ứng. Chạy theo phản ứng chúng ta gọi là bị điều hổ ly sơn. Giả sử như một người mà đang ngồi thiền mà tự nhiên nghe tiếng mưa rơi, rồi thay vì chỉ ghi nhận là có tiếng mưa rơi rồi trở về có hơi thở, thì bây giờ mình chạy theo tiếng mưa rơi đó. Nhớ một bản nhạc mình đã từng nghe như là chiều mưa biên giới, hay là nhớ kỷ niệm nào đó, hay là suy nghĩ tiếp tục và tiếp tục cứ chạy theo cái đó không trở lại đó, thì cái đó là một thái độ phản ứng. Cái phản ứng đó là chúng ta bị đánh lạc hướng, bị lôi cuốn đi, và mình không có trở lại với cái sự tỉnh táo. Thật ra một cái kinh nghiệm phản ứng đối thọ là chúng ta nhớ rằng cái chuyện thích và không thích, và ở đây dùng một chữ tham và ưu, thích và không thích đó, nó là một cái hiện tượng mà tác động chúng ta rất là mạnh. Tác động cho rất mạnh. Thành ra tất cả những hành giả nào muốn tu tập tiếng đồng xứ đều phải có cái khả năng huấn luyện mình, đó là mình biết ghi nhận mà không có phản ứng. Cái nghệ thuật này không đơn giản. Không đơn giản. Quý vị có cái kinh nghiệm ở nhà, vị nào mà có con nhỏ đó, con nhỏ nó chơi, nó đùa, nó la, nó nghịch, cái phần sự của cha mẹ đó là quan sát, là bảo đảm làm sao cho nó không có đi quá, nó không đi nguy hiểm, nhưng mà cũng phải làm lớn chuyện. Nó khóc cũng là nó lận đích, mà nó cười cũng lận đích, nó lăn xăng cũng lận đích, mà nằm yên chỗ là cũng lận đích. Nó như vậy thì như vậy thôi. Một lúc nào mình tu tập hành giả, mình thấy cái chuyện nó cái bản chất nó là như vậy, nó không thể khác hơn được. Thành ra cái thái tâm của chúng ta nó điềm đạm, và cái sự điềm đạm đó là trạng thái gọi là chế ngự tham ưu ở đời. Bởi vì mình phải đọc cái câu Đức Phật, không phải nói là để nói thừa, quý vị đọc rất là kỹ, là vì ấy quán thân trên thân, tức là quán thân bằng thái độ trực tiếp, chứ không phải quán thân qua sách vở, qua suy tư. Với diệt tâm là chánh tinh tấn, chánh tinh tấn diệt tâm, tỉnh giác chánh niệm, tức là chánh định và chánh niệm. Có cả ba thứ luôn. Diệt tâm là một trạng thái tích cực, mình nhìn không phải là chỉ nhìn bằng thái độ ơ hờ hay là vì thái độ bắt buộc. Nếu mình nhìn hơi thở mà bằng thái độ mà ơ hờ á thì không gọi là niệm được.
Và lúc đó mình phải có thái độ tích cực là mình phải sống với hơi thở, chọn cái thời gian, chọn cái không gian, chọn một cái thái độ để nhìn vào hơi thở. Và nhiệt tâm, chánh niệm, tỉnh giác, chế ngự tham ưu. Chế ngự tham ưu là trong lúc mà mình niệm như vậy đó, thì mình phải giữ ở cái thái độ điềm đạm, không có vui, không có buồn đối với cái thích và không thích. Dạ, đây là một cái một điểm rất là tế nhị. Thì thưa quý vị, nãy giờ quý vị nghe Chư Tăng nói về tứ niệm xứ. Thật ra tứ niệm xứ là một bài kinh lớn lắm. Chúng ta đã từng đi qua về kinh tứ niệm xứ đó trong chương trình trường bộ trên kinh này, gọi là kinh đại tứ niệm xứ. Ở trong đó như chúng tôi nói rằng mình niệm thân thì có 9 phần, như là niệm hơi thở, niệm đại quay nghi, niệm tiểu quay nghi, niệm về 32 thế trược, niệm về tứ đại, niệm về hài cốt, rồi niệm thọ, rồi có thọ khổ, có lạc, không khổ, không lạc, rồi khổ lạc, không khổ, không lạc, thuộc vật chất hay là không thuộc vật chất, chúng ta nói thuộc về thế tục hay là thuộc về tu tập, thì một hành giả cũng sẽ phân biệt. Và niệm tâm thì có nhiều trạng thái tâm, như tâm có tham hay không có tham, tâm sân hay không có sân, tâm không có định, tâm hướng thượng hay là tâm tầm thường, thì những thứ đó phải ghi nhận. Nhưng mà đặc biệt là ở trong tứ niệm xứ đó thì có phần niệm pháp. Tất cả những cái đề tài quan trọng của Phật pháp, như là ngũ uẩn năm uẩn 12 xứ, nói về năm triền cái, nói về thất giác chi, nói về tứ đế vân vân, không còn là thuộc về lĩnh vực của tư duy, của lý thuyết nữa, mà tất cả những điều phải được đọc ngay trên thân tâm của mình. Ví dụ như mình thay vì đọc tứ diệu đế trong sách vở, đọc tứ diệu đế do bây giờ mình đọc tứ diệu đế ngay trên những gì đang xảy ra thân tâm của mình, gọi là pháp quán niệm xứ. Bài kinh quan trọng, và bài kinh quan trọng. Tuy nhiên trong cái phần mà kinh thập thượng này đó, thì chúng tôi hoàn toàn không có ý lặp lại về cái chi tiết rộng lớn của bài kinh này, mà thay vào đó thì chúng ta chỉ làm việc là chúng ta ôm lại cái khái niệm tổng quát của bài kinh, và có ý nghĩa về tứ niệm xứ, cũng như ngày mai mốt chúng ta nói về tứ chánh cần hay tứ như ý túc chẳng hạn. Thì thưa quý vị, rải rác trong cái phần mà pháp bốn chi đó có rất là nhiều cái đề tài, mà đề tài đó là đề tài liên quan đến pháp hành. Dạ, nên chúng ta lưu ý về điểm đó một chút hơn là chúng ta chỉ bàn về lý thuyết. Thì chúng tôi phải nói là bài kinh hôm nay đó, Chư Tăng không có cái ý định là trình bày đầy đủ về thiền quán hay trình bày đầy đủ về pháp môn tứ niệm xứ. Chúng ta không thể nào trong vòng 1-2 tiếng đồng hồ mà chúng ta trình bày hết, nói một phần cũng không hết, chỉ được nói chỉ là nói trọn vẹn bài kinh. Dù sao đi nữa thì cái cố gắng của chúng ta tại đây là nhắc lại những cái khái niệm tổng quát. Và khi mà chúng ta đọc một kinh điển, đừng bỏ sót những cái Đức Phật Ngài là một vị thiên nhân sư, Đức Phật là một đấng toàn giác. Ngài không phải chỉ nói để câu giờ hay nói cho có nói. Những cái lời Đức Phật dạy rất là sâu sắc, rất là hữu ích cho những người thực hành. Và mình để ý, ví dụ như Ngài nói rằng, này các tỳ kheo, ở đây vì tỳ kheo lấy thân, quán thân hay là quán thân trên thân, và với vị ấy an trú với nhiệt tâm và chánh niệm, tỉnh giác, chế ngự tham ưu ở đời. Từng câu đó chúng ta phải đem ra học và chúng ta hiểu. Không có chữ nào mà dư thừa, không có chữ nào mà vô nghĩa, không có chữ nào nói để cho có nói hết. Mà tất cả những điều đó đều là những khẩu quyết rất là quan trọng để chúng ta thực hành. Thì thưa quý vị, không có đi sâu vào đề tài hôm nay, chỉ chia sẻ một số nhân bài kinh tứ niệm xứ, và xin được kết thúc chương trình sinh hoạt hôm nay của Rung Phật Pháp Bồ Tát Tâm Ma ở tại đây. Kính triên chư vị giảng sư đã vào rung để thuyết giảng, đã lễ quý ngài, thân chào tạm biệt quý Phật tử. Kính chúc quý ngài và quý vị một ngày an lành, một đêm an lành. Hẹn gặp lại trong chương trình ngày mai. Nam mô Bụt Thầy Giáo. Dạ sa thú lành thai. Dạ cảm ơn quan nghiệp công lan cho Nhật Huỳnh được tín hiệu. Con Nhật Huỳnh xin thay mặt đại chúng trong rung, chúng con kính tri ân chư tôn đức
đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm ớp sứ ngôn viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức thân tâm thường lạc, thật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của đức từ phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng, nguyện công đức đã làm kết duyên lành giải thoát, nguyện hồi hướng chư thiên hàng thiện hộ pháp, nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bổn Sư Giá và Nhật Bình kính cảm ơn Thích Sẵn Đông và tất cả quý vị đã cho Nhật Bình biết được tín hiệu ạ. Sutihon tu nirondaran hotu sapan tu manggalan rata.